Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi ngăn chặn thanh niên qua Syria tham chiến tin từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Istanbul, Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể bảo vệ biên giới tại những nơi người Kurd Syria ở Kobani bỏ chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ. Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria có hàng rào hay đánh dấu bằng đường xe lửa. Đường biên giới này không chỉ là đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ mà cũng là biên giới châu Âu và thế giới với chủ nghĩa khủng bố. Nhưng thế giới chẳng giúp gì cho Thổ Nhĩ Kỳ, đã liên tiếp đòi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới để dẫn người tị nạn. Và khi một nhóm nào lọt qua biên giới để gia nhập các nhóm khủng bố, họ lại trách Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là điều không công bằng. Hàng ngàn thanh niên Hồi giáo từ Hoa Kỳ, Úc, Anh và các nước Liên Âu đã tham chiến với các nhóm kháng chiến Hồi giáo chống chế độ Al-Assad và gần đây đã gia nhập phiến quân quốc gia Hồi giáo. Nhiều thanh niên này đã qua Syria từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Davutoglu đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và ông ta nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ giống như Pháp không muốn thanh niên các nước tham chiến ở Syria. Việc này còn nguy hiểm cho Thổ Nhĩ Kỳ hơn nước Pháp. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có 135 triệu du khách mỗi năm, cho nên nếu nước Pháp biết ai là người muốn qua Syria và Iraq thì phải ngăn chặn họ tại Pháp, không thể đòi Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn họ. Ngoại trưởng Fabius nói rằng Pháp là nước dân chủ nên không thể ngăn cản những người chưa từng phạm tội. Ông ta không thể nào hiểu nổi khi những nước nói rằng họ không thể ngăn chặn vì là nước dân chủ không làm được, nhưng họ lại đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải làm cho họ.